Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tuổi Thân mua xe màu gì hợp mệnh? Mua xe ô tô theo phong thủy hiện đang là xu hướng của nhiều người, đặc biệt là chọn màu xe. Dưới đây là một số nguyên tắc giúp những người tuổi Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Canh Thân, Mậu Thân và Nhâm Thân chọn mua được chiếc xe phù hợp đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Canh Thân, năm sinh dương lịch 1920, 1980 và 2040, năm sinh âm lịch Canh Thân, mệnh mộc tuổi Canh Thân hợp với màu xe nào? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành? Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe, xe màu xanh lục. Màu xanh lục chính là màu bản mệnh của tuổi Canh Thân, nếu đi xe màu xanh lục, người tuổi Canh Thân không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím chính là màu tượng trưng cho hành hỏa. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, mà tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu vàng, nâu đất, màu vàng, nâu đất là tượng trưng cho mệnh thổ. Tuổi Canh Thân mạng mộc có màu tượng trưng là màu xanh lục, theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh kim, theo ngũ hành thì kim khắc mộc, mà tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu đen, xanh nước, màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh thủy, theo ngũ hành thì thủy sinh mộc, tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Nhâm Thân, năm sinh dương lịch 1932, 1992 và 2052, năm sinh âm lịch Nhâm Thân, mệnh kim, tuổi Nhâm Thân hợp với xe màu gì? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành? Kỵ mua xe màu tương khắc với mạng của chủ xe, xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu bản mệnh của tuổi Nhâm Thân, nếu đi xe màu trắng, màu xám, màu ghi, người tuổi Nhâm Thân không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu đen, xanh nước, màu đen, xanh nước chính là màu tượng trưng cho mệnh thủy, theo ngũ hành thì kim sinh thủy, mà tuổi Nhâm Thân mệnh kim, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu xanh, xanh lục, màu xanh, xanh lục là tượng trưng cho hành mộc, tuổi Nhâm Thân mạng kim có màu tượng trưng là màu trắng, màu xám, màu ghi, theo ngũ hành thì kim khắc mộc, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu đỏ, màu hồng, tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh hỏa, theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu vàng, nâu đất, màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh thổ, theo ngũ hành thì thổ sinh kim, tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Giáp Thân, năm sinh dương lịch 1944, 2004 và 2064, năm sinh âm lịch Giáp Thân, mệnh thủy, tuổi Giáp Thân hợp với xe màu gì? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành? Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe, xe màu đen, xanh nước, màu đen, màu xanh nước chính là màu bản mệnh của tuổi Giáp Thân, nếu đi xe màu đen, màu xanh nước, người tuổi Giáp Thân không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Xe màu xanh lục, màu xanh lục chính là màu tượng trưng cho hành mộc, theo ngũ hành thì thủy sinh mộc, mà tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím là tượng trưng cho mệnh hỏa, tuổi Giáp Thân mạng thủy có màu tượng trưng là màu đen, xanh nước, theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh thổ, theo ngũ hành thì thổ khắc thủy, mà tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh kim, theo ngũ hành thì kim sinh thủy,
Tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt. Ăn nên làm ra, chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Bính Thân, năm sinh dương lịch 1956. 2016 và 2076, năm sinh âm lịch Bính Thân, mệnh Hỏa, tuổi Bính Thân hợp với xe màu gì, nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành. Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Màu tím chính là màu bản mệnh của tuổi Bính Thân, nếu đi xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, người tuổi Bính Thân không bị lạc đường. Dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi, xe màu vàng, nâu đất chính là màu tượng trưng cho hành thổ. Theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ mà tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém. Làm ăn bế tắc có khi chết vì tai nạn xe cộ, xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám. Màu ghi là tượng trưng cho mệnh kim, tuổi Bính Thân mạng hỏa có màu tượng trưng là màu đỏ. Màu hồng, màu tím, theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng. Chính bổn mạng hay sinh tai nạn, xe màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh thủy. Theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa, mà tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn. Hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe, xe màu xanh lục tượng trưng cho mệnh mộc. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng. Đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra, chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Mậu Thân. Năm sinh dương lịch 1908, 1968 và 2028, năm sinh âm lịch Mậu Thân, mệnh Thổ, tuổi Mậu Thân hợp với xe màu gì? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe màu vàng. Màu nâu đất, màu vàng, màu nâu đất chính là màu bản mệnh của tuổi Mậu Thân, nếu đi xe màu vàng. Màu nâu đất người tuổi Mậu Thân không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu tượng trưng cho hành kim. Theo ngũ hành thì thổ sinh kim mà tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém. Làm ăn bế tắc có khi chết vì tai nạn xe cộ, xe màu đen, xanh nước là tượng trưng cho mệnh thủy. Tuổi Mậu Thân mạng thổ có màu tượng trưng là màu vàng, màu nâu đất, theo ngũ hành thì thổ khắc thủy. Tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn, xe màu xanh lục. Màu xanh lục tượng trưng cho mệnh mộc, theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, mà tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tức là xe khắc người. Đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe, xe màu đỏ. Màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh hỏa, theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ. Tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt. Ăn nên làm ra. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.